Xin kính chào quý vị và các bạn. Phan Quỳnh rất hân hạnh khi được đồng hành để gửi tới quý vị những tin tức mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật được. Mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Phát ngôn viên nhóm tác chiến Tabria của Ukraine, ông Dmitry Likhovoy, gần đây cho biết quân đội nước này đã rút lui về phía tây khỏi các làng Severnoze và Stepovoze, gần thành phố Abdiivka, thành phố cửa ngõ của tỉnh Donetsk. Ông Likhovoy nói, tại khu vực Abdiivka, các đơn vị của chúng tôi đã rút lui khỏi các ngôi làng nhỏ, Sevenoze và Stepovoze. Vị phát ngôn cho biết thêm rằng lực lượng Ukraine đã di chuyển đến các vị trí phòng thủ thuận lợi hơn. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã giải phóng khu định cư Sevenoze ở khu vực Abdiivka. Ngoài ra, lực lượng Nga còn cải thiện vị trí của mình và đẩy lùi chín cuộc tấn công của Ukraine gần các khu định cư Novgorodskoze, Pervomaitkoze và Petrovskoze. Trước đó, ngày 26 tháng 2, ông Li cũng từng xác nhận lực lượng vũ trang Ukraine đã rút khỏi làng Latokine để bố trí phòng thủ dọc theo phòng tuyến Olipka, Tonenke, Berdichi và ngăn chặn đối phương tiến xa hơn về hướng Tây. Latokine nằm cách thành phố Abdiivka khoảng hơn 5 km về phía Tây Bắc, nơi vẫn là một trong những khu vực nóng nhất trên chiến trường. Nga tuyên bố đã nắm quyền kiểm soát hoàn toàn Abdiivka từ ngày 18 tháng 2. Chuẩn tướng Oleksandr Tanavsky, tư lệnh lực lượng tác chiến Tavria của Ukraine cho biết quân đội nước này đã xây dựng các vị trí phòng thủ mới ở mặt trận phía đông sau khi rút lui khỏi thị trấn abdiivka và đang đẩy lùi các nỗ lực nhằm phát triển lực đẩy tấn công của nga qua một bài viết đăng tải trên kênh telegram cá nhân ông tanavsky thông tin quân đội ukraine đã thiết lập được các tuyến phòng thủ mới và đang đẩy lùi thành công các nỗ lực phát triển một cuộc tấn công khác của các lực lượng nga trong khi đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ nhận định rằng quân đội Nga đã giành lại quyền chủ động trong toàn bộ chiến trường và sẽ có thể tiến hành các hoạt động tấn công bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào họ muốn miễn là họ giữ được thế chủ động. Nếu Ukraine tiến hành phong thủ tích cực trên toàn bộ mặt trận vào năm 2024, nước này sẽ nhường lại thế chủ động cho Nga. Moscow sẽ có thể điều động lực lượng dự trữ của mình đồng thời xác định cách thức và địa điểm phân bố nguồn lực khiến Kiev không thể tiến công. ISVK cũng lưu ý rằng các lực lượng Ukraine có thể ngăn chặn kịch bản này xảy ra nếu quân đội của nước này có đủ vũ khí và phương tiện quân sự để đối đầu với Nga, đồng thời tiến hành các hoạt động tấn công của riêng họ vào năm 2024. Trong một diễn biến khác, hôm 27 tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ước tính trong hai năm xung đột, Ukraine đã thiệt hại hơn 444.000 binh sĩ. Phát biểu tại một cuộc họp cấp bộ trưởng, ông Shoigu cho hay quân đội Ukraine mỗi ngày tổn thất hơn 800 quân, cùng 120 vũ khí khác nhau, nhưng không nêu cụ thể số lượng binh sĩ bị thương và tử vong. Bộ trưởng Quốc phòng Nga chia sẻ, tỷ lệ tiêu hao cao ở phía Ukraine là bằng chứng cho thấy chiến lược của Mỹ nhằm kiềm chế Nga bằng cái giá phải trả là sinh mạng của người Ukraine và sự hỗ trợ kinh tế. Quân sự thụ động cho chính quyền Kiev đã đi vào ngõ cụt. Bình luận của ông Shoigu được đưa ra vài ngày sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng lực lượng của Kiev ghi nhận khoảng 31.000 binh sĩ thiệt mạng trong hai năm giao tranh. Tổng thống Zelensky từ chối cho biết số lượng binh sĩ Ukraine bị thương với lý do việc tiết lộ điều đó sẽ có lợi cho kế hoạch quân sự của Moscow. Theo truyền thông phương Tây, con số mới nhất từ phía Kiev thậm chí thấp hơn đáng kể so với ước tính mà Mỹ đưa ra vào mùa hè năm 2023. Tờ New York Times lưu ý, thông tin mà ông Zelensky đưa ra khác hẳn so với ước tính của các quan chức Mỹ hồi tháng 8 năm 2023. Thời điểm đó các nguồn tin cho biết khoảng 70.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng, trong khi số binh sĩ bị thương là 100.000 đến 120.000 người.